Hello mọi người, hôm nay mình ở Hà Nội trời rất là mát luôn. Và điều đầu tiên mình nghĩ đến đó chính là ăn mì. Trời ơi, trở lại ăn mì thì tuyệt vời các bạn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người món mì siêu cay, cay 7 cấp độ. Món mì này không phải là mới nhưng mà khá là ngon. Mình muốn giới thiệu cho các bạn luôn. Mì này thì ăn được cả trộn với nước, nấu 4 phút. Nhưng mà theo mình ăn mấy lần rồi thì mình thấy là ăn mì xào là ngon nhất. Thế nên hôm nay mình sẽ review nhé. Các bạn đợi mình tí, mình sẽ đi xử lý gói này nhá. Và văn phòng của mình có nồi, thế nên mình dùng đến cái bình siêu tốc thần thái này để nấu các bạn ạ. Đây, thật ra thì còn trong này thì có 3 gói nhá. Cay. Cách nấu mì của mình là mình sẽ như này. Bỏ vào đây rồi mình đun lên thôi. Cần gì phải nồi nữa. Kìa, vào đây. Mình chỉ cần nhấn đi nhấn lại bao giờ nó chín thì thôi nhá. Ôi dồi ôi, nóng á. Ở đây là mình đã nấu chín nhá. Thì mình sẽ làm cái xúc xích khá là ngon. Bây giờ mình quá này nhá, mình sẽ đổ hết luôn. Đây. Mình quên bỏ cái rau vào rồi. Thôi không sao, không ăn rau không thích. Chứ cái này với chiếc này mình mang thêm ít. Mình ăn ngon. Bây giờ xin nhớ là mình nào nha các bạn. Phút được ăn trưa đấy các bạn nhá. Wow. Mùi ớt nồng quá. Cay quá, cay hơn nước. Cái tê tái luôn. Cái mì này rất là to nhá, mì to mà ngon, mà dai. Thích ăn các bạn. Nó cái cay 7 cấp độ thôi. Nhưng mà ra cũng không nhớ nỗi, mình là cay khủng khiếp rồi. Như kiểu mình ăn cái nào mình cho thêm khoảng 2 quả thiện mà thôi đấy. Ăn trưa văn phòng vừa hòa như vậy là quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn.
À được, chấm ngon thế. Ngon lắm các bạn. Cay hết. Ngon rồi. Mình chẳng mắt rồi. Ngon hơn mì tương đen. Cay hết. Cái này mà ăn mùa đông được. Ngon phê luôn. Sợ mì ra mình thích được luôn. Đã dài lại còn to đã chứ. To lắm nha. Ăn ra cực kỳ luôn. Ngon. Còn hảo cái bạn. Tới hết một cái đầu lưỡi rồi. Mì này mì siêu cay. Các bạn ghi bao bì lắm. Ăn ngon cực. Ăn đáng một tiền luôn. Mà rẻ hả chứ. Mình có nhỉ. 10.000 hay sao đấy. Không nhớ là đám bởi hôm bữa mình mua một lỗ. Lưu ý các bạn, ăn đúng không lại quá không cay tới não luôn ý. Mình đã hết một xúc xích vẫn còn 2 miếng. Trời ơi. Cay mà ngon quá. Nãy giờ phải cho thêm ít mì nữa. Trời ơi. Cạch cây mồm, còn là cạch cây. Cay thế. Mình thấy cay như vậy chắc là tại vì mình không ăn được cay thôi. Chứ đối với mấy bạn ăn cay chưa đỉnh thì chắc là cái này chẳng làm nào gì. Mà thật, cái thơ. Cái xuống mỏ luôn đấy. Ngon lắm. Mà cay quá. Mong các bạn mì trộn ôi cay cái này á, các bạn ăn nước sẽ phải nó đỡ cay hơn ấy.
Thôi, trời ơi, sao đấy. Mày còn nếu bọn ông chị sao quá thế cả lưỡi nhớ rồi quên mình có cái này ăn cái này mới hả được cái tiếp tiền tiền đó nhớ ra mình có cái này được lạnh giờ này em hạ nhiệt được xin giới thiệu mọi người em tràn tiền trà sữa trân châu loại mới ra cực rẻ mà không biết ngon không hôm qua ta cùng mới mua xong thôi chị đầu tiên ta sẽ đúng thế nhỉ kem này mình thấy ở Trung Quốc lâu rồi cái này càng tiền mới học với sao ấy ôi ôi đầu tiên chúng ta sẽ bóc vỏ cầm kem liếm kem Trời ơi. Thế đã mà luôn. Nó ngon nha. Trà sữa chân châu. Béo. Được nha. Sao mày không thấy cái cục chân châu đâu vậy? À đây đây đây. Ngon nhỉ? Ôi trời ơi. Mai mình lại cục chân châu à? Đâu mình mua một hộp là được 5.500 một cái thôi cái này là 6.000 một cân thôi các bạn ạ à, cục chân châu của mình đây nha thử xem nào nó có cứng không được ngon đấy người ta làm kiểu gì không bị cứng các bạn ạ trời ơi đang cay vỏ này vào phê đấy rồi hạ nhiệt luôn cái này nó gọi là giá quá rẻ luôn ý hỏi về chất lượng mà nó không giống mạnh lắm ảnh quá trời chân châu luôn trong này chắc lại được ăn mãi mới thấy một hộp nhưng mà cái vị như vị trà sữa ấy, mình thích cái vị này vui lắm ạ lại được nữa này nó cảm giác không ra như chân châu mình uống không mình nhai cái kem cũng lẫn không biết ấy mình chỉ hơi dai dai thôi làm kiểu gì nhỉ cũng đã thấy là được 3 cục trời ơi kem này chỉ gọi là giải tỏa cơn thèm trà sữa thôi chứ trà sữa thật vẫn ngon hơn trời ơi nguyên cái kem của tôi được 3 cục cái gì nhóm đâu có ba cục chân châu ạ các bạn có bên thử nhé hoa bổ lẻ đấy ê mình thấy cũng này nha kiểu lẫn kem con trái cái gì cả dạ bàn cây khoa này đã dễ sợ luôn kem trần tuyền 35k kem trần tuyền số 35 VIP loại 1 các bạn cũng bình thường mình hay ăn
kiểu mì tôm ý, mì tôm mình ăn ở văn phòng ấy, xuống rồi ý, 5 phút phát, ăn ngon chứ. Thế là xong kiếm cái mì đó nó ngon hơn. À mình nghe có cái mì gì ở làm mì gà cay đúng không? Ăn cái đấy ngon lắm, hôm nào mình sẽ review tiếp cho các bạn nhé. Xin chào.